em thấy cái giai đoạn mà Minzy nhỏ hơn này á là thoải mái hơn. Còn như bây giờ là Minzy bắt đầu thay đổi, cho nên là mẹ ở nhà thì vẫn mọi thứ trôi chảy hơn. Hai vợ chồng đã tìm hiểu về bơi thủy liệu từ khi nào và tại sao mình lại quyết định cho Minzy đi bơi? Thứ nhất là mình muốn thay đổi không gian cho con, tại tắm ở nhà nhiều thì con cũng chán. Cho con đi bơi thì thấy con thích hơn và có vẻ là dạng hơn, không có bị sợ nước á. Minzy thích rồi, Minzy thích nước rồi. Đứng lên đi nha, mẹ đứng, đứng lên đi, đứng lên mình đi dạo nè. Đó, con thấy không, thấy không, Minzy thấy không. Xin chào Minh Thiện và Huỳnh Mến, hôm nay gia đình mình đi đâu thế nhỉ? Nhà mình đang đi dạo một xíu, xong rồi sẽ cho Minzy đi bơi. Đi dạo công viên, trời mát rồi đó, ngon lành. Tháng trước, gia đình mình mới có chuyến du lịch tại Đà Lạt. Đây cũng là chuyến đầu tiên mà hai vợ chồng có Minzy đồng hành. Đúng rồi, hình như đầu tiên, chuyến đầu tiên của Minzy. Không, chuyến đầu tiên của Minzy là ở trong bụng. Nếu mà tính từ trong bụng thì Minzy có nhiều chuyến. Đúng rồi, đúng rồi. Còn nếu mà tính là lúc mà ra Minzy được 5 tháng, no, gần 5 tháng thôi thì chuyến đầu tiên của Minzy là Đà Lạt. Đúng rồi. Vậy thì Đà Lạt khi mà hai vợ chồng có và chưa có em bé khác nhau như thế nào? Khác nhiều luôn. Khác quá trời khác luôn. Khác tại vì lắm mỗi lần mà lên Đà Lạt mà chỉ có hai người thôi thì thuê xe máy xong mà đi khắp nơi luôn. Đi khắp nơi, đi vô trong rừng này nọ các kiểu. Mà giờ có bạn này theo thì bây giờ là phải hạn chế đi lại, chỉ đi vòng vòng trong thành phố. Và phải lựa những địa điểm nào mà nó an toàn cho Minzy, dễ di chuyển. Thoáng mát. Nói chung là như là không có khói thuốc. Mọi da yeah, mọi đúng nhu rồi. Cầu sẽ nghiêng về em bé nhiều hơn. Vậy thì hôm vừa rồi Minzy đã đi đâu ở Đà Lạt rồi? Hôm vừa rồi là có đi Minzy có nè. Đi cà phê nè, đi ra quảng trường nè. Đi ra quảng trường Lâm Viên rồi đi Vinh. Đi, cũng Vinh. Đi ăn chiêu nè, rồi cũng đi tham quan Vinh. Đi Vinh của vua Bảo Đại. Nhờ có Minzy mà mẹ mới được đi tham quan cái chỗ đó, tại vì đi rất là nhiều lần Đà Lạt rồi nhưng mà mình ít đi những cái nơi. Đúng rồi, không có đi mấy cái chỗ mà kiểu chung đúng chung rồi. Vậy. Vậy Minzy có hợp tác với bố mẹ trong chuyến đi này không hay là bé cũng hơi khóc nhẹ một chút? Rất hợp tác luôn. Dạ, Minzy rất là thích luôn. Mình cảm giác như là Minzy rất là thích đi chơi. Nói chung là Minzy cũng rất là vui vẻ, hợp tác lắm. Dạ, cũng là nhờ Minzy á, ông bà nội mới đi chơi đó, lần đầu tiên đi chơi cùng với gia đình. Thật sự thì đối với gia đình mình thì để mà rủ ông bà đi chơi á thì nó cũng hơi khó, thực sự khó. Mà nhờ có Minzy thế là Minzy rủ một phát là ông bà đi ngay luôn. Không chần chừ gì. Đi mấy ngày với Minzy luôn. Nắng quá kìa. Nheo mày lại kìa. Rồi đi nhanh qua cái chỗ nắng. Ok. Rồi tới đây đi chậm lại thôi, em đi chậm lại, đi chậm. Rồi ok. Nè, cho con xem ha. Mát mát một xíu. Con xem à. Vậy thì lúc mà mình sửa soạn hành lý khi mà có Minzy rồi thì hành lý nó có nhiều hơn không? Và mình phải thêm những cái món gì nữa? Đúng rồi, nhiều hơn. Thêm đồ của em bé rồi tã. Rồi mấy cái bình sữa. Rồi đồ nhiều, ủ sữa. Nhiều món nhưng mà nó cũng gọn. Nó cũng nhỏ mình thôi, thấy nó cũng gọn hơn. Hồi trước thì lúc mà mới có Minzy thì xách nhiều thứ lắm. Tại mình cũng lo thiếu này thiếu kia. Nhưng mà bắt đầu quen dần là mình biết là nhu cầu của con nó muốn cái gì. Cho nên là mình đem vừa phải, vừa đủ. Vậy thì ba món đồ mà nhất định mang khi mà đi cùng với Minzy là ba món đồ gì? Tã. Tã là tã, quần áo. Bình sữa à? Không. Bình sữa không? Bình sữa. Bình sữa thì mẹ thấy không cần. Minzy cũng Minzy tiên mẹ. Minzy song song giữa mẹ với bình sữa. Tiên mẹ với bình sữa. Cho nên là Minzy vẫn chọn mẹ nhiều hơn. Gì ta? Một món nữa. Rồi quần áo với lại mẹ thì mẹ sẽ mang lotion cho Minzy. Vậy thì lotion. Ba thì nếu không ba không cầm lotion đi thì ba sẽ cầm gì đi? Nếu mà ba cầm hả? Nếu ba soạn đồ thì sẽ có tã với quần áo và cái xe đẩy. Trời ơi, không thể thiếu luôn á. Không có xe đẩy là thôi ẩm ẩm miết luôn á.
Đó, vậy thì khi mà nhà mình mà chọn khách sạn lưu trú thì hồi trước hai vợ chồng đi chắc là đơn giản hơn rất là nhiều. Bây giờ có Minzy rồi thì mình quan tâm đến vấn đề gì khác? Khách sạn thì trước mắt là sạch sẽ. Sạch sẽ. Dạ, ngày... khách sạn nó cũng giống như là hồi nãy anh nói, lúc trước mình ở thì mình không quan trọng là nó ở đâu rồi, nó như thế nào. Còn bây giờ có Minzy rồi thì mọi thứ cũng ưu tiên cho Minzy. Đúng rồi. Nói chung là đầy đủ, sạch sẽ. Rồi thoáng. Rồi cái chỗ, cái giường nó cũng phải đủ để ba người nằm. Nhìn chung thì chi phí đi du lịch khi mà có Minzy nó có sẽ đắt hơn không? Chắc là cũng không đắt hơn đâu ha em nhờ. Đắt hơn. Đắt hơn hả? Ví dụ như lúc trước mình ở khách sạn bao nhiêu đó thì bây giờ khách sạn nó phải khác thì nó sẽ đắt hơn. Rồi mình ví dụ có hai đứa mình thôi thì mình chỉ cần đi xe giường nằm lên là tới. Có Minzy thì mình phải đi máy bay. Máy bay xong mình lại tốn tiền taxi đi từ sân bay vào trong trung tâm. Đúng rồi. Minzy đồng ý kìa. Con đồng ý đúng không? Con thích đi máy bay. À Minzy đi máy bay rất là ngoan luôn. Lên máy bay là tùy cái ngủ luôn. Lần đầu tiên Minzy đi máy bay mà rất là ngoan luôn. Trước đó thì hai vợ chồng có sợ là em bé lên máy bay khóc xong mọi người sẽ hơi khó chịu một chút cũng không? Lo lắm, cũng lo là em bé lên máy bay là sợ. Sẽ sợ với lại sẽ gây, sẽ khóc nhiều. Con thích ở đây hả? Con nhưng thích mà không, không không ngờ là lên cái em bé đói bụng cái ti mẹ cái là ngủ luôn. Ngủ cho tới lúc mà xuống máy bay luôn. Cả hai chuyến luôn á, chuyến đi và cả chuyến về là Minzy rất là hợp tác. Tức là Minzy chơi một xíu xong rồi là ti mẹ và ngủ thôi. Đi ra con nhện đi, con nhện cho em bé nhìn đi. Dạ. Mẹ ra đó cho con nha. Minzy thấy không? Chạy. chạy. Nói chung là có em bé đi một cái kiểu khác luôn. Dạ, con không chạy còn này, con tự do phóng khoáng nữa. Mình không phải là mình muốn đi đâu đi, mình muốn tắp đâu mình tắp. Đúng mình rồi. Mình phải tìm đúng cái nơi nó có đầy đủ mọi thứ thì mình mới vào con được. Con thích đi ha, con thích đi dạo. Một kinh nghiệm đắt giá mà hai vợ chồng rút ra được khi mà đi du lịch với Minzy là gì? Gì nhỉ? Không nên plan trước mọi thứ. Mọi thứ thật phải nương theo đúng Minzy rồi, thì đường, nó rồi, sẽ rồi, rất rồi, là phải thoải mái. Còn mình mà tại vì có đúng rồi, tại vì có khi là mình lên kế hoạch là mình sẽ đi đây đi đó vào lúc mấy giờ, nhưng mà thực chất là đến cái giờ đó em bé mà đang đói bụng hay đang ti hay là như thế nào đó mình cũng phải hoãn lại để mình chờ em bé xong rồi mình mới bắt đầu mình đi. À con cũng trả lời con cũng trả lời cô đó hả? Nắm tay ra kìa. À, mình đói một xíu rồi đúng không? Mình đi dạo xong rồi mẹ cho mình ti ha. Ui con gì kìa, con gì kìa. Con gì kìa Minzy, con gì kìa, con gì kìa. Con này màu gì đây? Màu đỏ. Con gì mà to vậy? Chứ, nắng. Đó. Rồi mẹ cho Minzy. Đó là một cái bài học rút ra được khi mà đi cùng với Minzy. Cái này cái gì vậy? À thạch cao. Màu thạch cao. Minh Thiện có chia sẻ trên mạng xã hội là chắc chắn đây là tập tành cho con đi check in lần đầu tiên thôi. Mình sẽ còn nhiều lần nữa đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì bản thân là ba mẹ cũng thích đi du lịch mà. Bản thân là ba mẹ cũng thích đi du lịch mà. Nhưng mà nếu mà đi du lịch mà Minzy mà gửi lại cho ông bà thì cũng tội nghiệp. Cho nên là chắc chắn là phải tập để cho con đi cùng luôn. Thật sự thì lúc mà chưa có Minzy á, mình cũng muốn đi du lịch gia đình nhiều. Nhưng mà ông bà thì ông bà lại thì ngại cái lắm. Vấn đề đó nhiều vấn đề. Mình cũng khó rủ cả ông bà ngoại, kiểu, cả ông bà nội. Với là cái kiểu đi du lịch của mình nó cũng khác người lớn nữa. Dạ, nó khác cho nên là người lớn thì người ta sẽ đi kiểu như là đi nghỉ dưỡng. Nên là mình cảm thấy Minzy giống như là một cái món quà có thể dung hòa lại cái chuyện đó. Còn mình là đi khám phá. Nên hai kiểu đi du lịch nó khác nhau. Cho nên là mình muốn sắp tới là mình sẽ đi du lịch gia đình nhiều gì gì gì. Không biết là từ giờ đến cuối năm nhà mình đã plan đi đâu chưa? Mình đang có một cái kế hoạch đi Đà Nẵng. Đà Nẵng. Dạ. Yeah. Có một kế hoạch sẽ đi Đà Nẵng. Nhưng mà để xem như thế nào. Có ngựa nè Minzy. Con ngựa này giống ở nhà con có đó. Trong cuốn sách của con hay xem nè. Trong cuốn sách đó, unicorn của con nè. Đó. Cái sách mà nghe hay ngậm á. Cười á. Cười gì mà cười. Minzy có vẻ rất là thích đứng dậy xong rồi múa máy nhảy. Không biết là có phải là gen vì hai bố mẹ đều là vũ công hay không. Vậy thì hai bạn đã bao giờ nghĩ đến một cái
tương lai mà Minzy bảo là bố mẹ ơi con không thích học nhảy đâu, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Sẵn sàng, mình sẵn sàng. Tại vì là cũng nương theo con, ví dụ con thích gì thì mình cho con trải nghiệm cái đó thôi, chứ cũng không có muốn ép buộc con. Nhưng mà mình nghĩ là đến lúc mà Minzy phát triển cái hệ vận động nhiều thì đúng mình rồi. Cũng sẽ cho con thì cũng sẽ cho con tiếp xúc với nhảy để tại vì thực chất nhảy nó cũng giải phóng hình thể, giải phóng năng lượng, rồi nghe nhạc nó cũng tốt cho não bộ, đúng không? Tự trả lời luôn hả? Con trả lời đi. Nói chung là mình sẽ khuyến khích con tập, còn vấn đề nếu mà con có đam mê theo sau này hay không thì mình thoải mái. Được, hai vợ chồng là ở làm cùng một công việc, là mình là vũ công, mình là biên đạo, thì đã thế nào nhỉ, giúp cho hai vợ chồng chăm sóc con như thế nào, một điểm tích cực nào đấy? Dạ thì vấn đề là thời gian bọn mình chủ động được, tức là không có bị cái thời gian đi làm nó làm áp lực cho cái việc chăm sóc em bé. Mình chủ động được cái công việc, mình sắp xếp để mình có nhiều thời gian chăm sóc cho em bé. Cũng như là có những cái giai đoạn mà mình phải thay phiên nhau. Thay phiên nhau, người đi, người ở nhà thì mọi thứ vẫn có thể là ổn hết. Giữa việc ba ở nhà và mẹ ở nhà thì sẽ ưu tiên ai hơn? Chắc chắn là mẹ rồi, tại vì thời điểm này em bé còn bú sữa mà. Em bé còn ti sữa mẹ. Không, em thấy cái giai đoạn mà Minzy nhỏ hơn này á là thoải mái hơn. Còn như bây giờ là Minzy bắt đầu thay đổi, cho nên là mẹ ở nhà thì vẫn mọi thứ trôi chảy hơn. Mỗi giai đoạn á, em bé nó sẽ có những cái thay đổi khác nhau. Cũng là cái việc ti, cũng là cái việc ăn đó, nhưng mà nó sẽ khác. Vậy hiện thì Minzy có những cái đòi hỏi nhu cầu nào ở tuổi tháng thứ 7? Con có đòi hỏi gì không? Bây giờ đang muốn đứng nhiều, ngoài mấy cái cơ bản như ăn uống rồi này nọ là đang muốn đứng nhiều. Đang muốn đứng rất là nhiều và đang muốn chơi với ba mẹ rất là nhiều. Minzy muốn chơi nhiều, muốn khám phá. Vậy thì một điểm trừ khi mà cả hai vợ chồng cùng làm một nghề là gì? Có khi nào cả hai đã cùng lịch trình, bị trùng lịch trình này không thể nghỉ được hay chưa, và khi đó thì mình sẽ xử lý như thế nào? À có. Với mình nhờ ông bà quá. Có. Mình nhờ ông bà. Nhưng mà thật ra mình ngày nào cũng vậy mà, ngày nào cũng vậy mà. Mình cũng chủ động á, mình cũng đúng nhờ rồi. Ông bà trong cái khung thời gian mà mình đúng có rồi. Thể nhờ được, ví dụ như là cái thời gian con chơi. Sau khi con đã ăn uống no say rồi thì con chơi. Nói chung là cũng sắp xếp để cho nó phù hợp với lại cái thời khóa biểu của con nhất. Những cái chung á là sẽ trong cái thời gian con chơi. Còn những cái mà công việc riêng thì mình cứ chia nhau. Mẹ ở nhà cho con ti thì ba đi làm. Thực chất là nghề nào cũng vậy mà, chứ đâu phải là Còn mà thật sự nói điểm trừ thì mình chưa thấy cái điểm trừ nào nó chắc chắn là sẽ có điểm trừ có thôi. Nhưng mà chắc kiểu là nó chưa có kiểu gây khó làm đúng khó rồi. mình chưa khó chịu về một cái mặt nào hết. Vậy thì khi mà Minzy những tháng đầu tiên khóc đêm hoặc là quấy một chút ở buổi đêm như thế thì đã ảnh hưởng đến sức khỏe hay là công việc của hai người như thế nào? Thực chất là cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng mà hơi ảnh hưởng tinh thần chút, tại vì mình cũng hơi lo là con bị cái này bị cái kia. Nhưng mà mình sau một thời gian ngắn á, mình tìm hiểu đúng rồi thì mình hiểu được là mấy cái đó là bình thường. Bình thường thôi, tại mấy vì em bé quấy khóc nó có cái giai đoạn ngắn thôi. Đúng rồi. Thì mình cùng con vượt qua cái đó là ok, trộm vía thì Minzy nhà mình cũng vui vẻ. Với lại một phần là mình đẩy, xin nó hai đứa cũng không có làm kiểu hành chính, cho nên cũng khá là linh động ở trong công việc và giờ giấc. Hai bạn đã bao giờ mâu thuẫn trong việc là dạy Minzy chưa? Có thể là bây giờ Minzy mới 7 tháng thôi thì chưa có nhiều thứ, nhưng mà đã bao giờ mình lên kế hoạch xong rồi mình có sự mâu thuẫn chưa? Mâu thuẫn là chắc chắn dạy là phải có. Dạy thì có mâu thuẫn, nhưng mà dạy thì chưa có dạy nhiều. Đúng rồi. Mà chủ yếu là những cái sinh hoạt của Minzy, giống như ba cũng có cái ý của ba, mẹ cũng có cái ý của mẹ, cho nên là nhiều khi mình cũng bất đồng quan điểm. Thì có thể cho một ví dụ nhé. Mẹ thì bị cuốn theo thời gian, tức là tới giờ là muốn cho con ăn, là tới giờ là muốn cho con ngủ, tới giờ là muốn cho con ti. Thì như vậy mẹ bị cuốn theo một ngày như vậy. Còn
có vẻ ba thì thoải mái hơn, ba cứ cho con chơi tới khi nào con muốn ti thật sự, thế nào con đói. Thì mẹ thì lại bị áp lực cái chuyện, hơi áp lực cái chuyện là ôi sao con chưa ti nữa, ôi sao con chưa ăn nữa, trời ơi buồn ngủ mà tại sao không chịu đi ngủ đó, thì mẹ lại bị áp lực cái chuyện đó. Hai quan điểm nó cũng hơi khác nhau, tại vì em bé nó còn nhỏ mà nó cũng chưa có ý thức được nhiều thứ, thì mình cứ nương theo nó thôi là cho nó thoải mái một chút. Chứ giờ mà cứ quy tắc quá thì cũng sợ nó là nó khó chịu. Ví dụ giờ nó chưa muốn ngủ mà mình bắt đi ngủ, cũng giống như là mình chưa buồn ngủ mà tự nhiên ai kêu mình đi ngủ đi, làm sao mình ngủ được. Hoặc là mình chưa đói mà tự nhiên kêu mình ăn đi, hoặc là mình đã no rồi mà vẫn kêu mình uống đi, làm sao mình có thể làm được mấy cái đó. Thì là bản thân của mình là cũng muốn là cho con thoải mái trước, xong rồi từ khi mà con lớn lên nhận thức được mọi thứ rồi thì mới bắt đầu là đúng giờ đúng giấc. Tại giờ con ngủ lúc này lúc kia mà, con ngủ nhiều giấc mà. Rồi ăn uống cũng vậy nữa, đâu phải là giống như người lớn mình đâu. Vậy thì xa hơn một chút đi, ví dụ như là mình đã bao giờ mình hai vợ chồng bàn xem là mình sẽ chọn trường cho con như thế nào chưa? Mình thì kiểu như là chưa có chọn cụ thể, nhưng mà mình cũng xác định và cũng mong muốn á, đó là cái mong muốn như là cái động lực để tụi mình cố gắng là cho con học những cái ngôi trường tốt nhất. Dạ, những cái ngôi trường có môi trường tốt. Môi trường tốt. Rồi có thể có giao tiếp ngoại ngữ ở trong đó. Tuy nhiên đấy là một số cái mâu thuẫn là hai vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà có những cái điểm nào mà hai vợ chồng cùng không đồng tình chưa? Một cái quan điểm dạy con nào đấy. Hai vợ chồng là chắc chắn là không bao giờ mình sẽ phạm phải điều đó. Không đồng tình hả? Không đồng tình. Ok, mẹ trước nè, mẹ không đồng tình với ba lúc mà ba hay nương theo Minzy cho Minzy giỡn nhay lắm nè. Lúc tối Minzy mà muốn chơi muốn giỡn là ba cho Minzy giỡn hoài luôn. Đúng rồi, tại vì cái năng lượng người ta đang vậy mà, cái mood người ta đang nhưng mà giỡn tốt. Nhưng mà mẹ thấy buổi tối thì nên nhẹ nhàng trước khi đi ngủ, tối là hay cho con giỡn quá. Mẹ nói con kìa. Mẹ nói con giỡn nhay kìa. Mẹ nói con giỡn nhay kìa. Bạn này là không hiểu sao là cứ đêm là bạn năng lượng đến khủng khiếp mà luôn. Mẹ cảm thấy là Minzy cho dù ti no xong ngủ thiếp đi vẫn dậy để chơi với ba. Rồi mới thật sự đi ngủ. Tức là chơi cho hết năng lượng luôn, cho mệt thật sự bắt đầu nhũng người ra bắt đầu đi ngủ. Đã bao giờ hai bố mẹ đã rơi vào tình trạng là dụ như người thân hoặc là bạn bè khuyên một điều gì đó nhưng mà hai vợ chồng không đồng tình thì mình sẽ xử lý thế nào? Thật sự là có nhiều lời khuyên lắm, nhưng mà mình cũng chất lọc lại thôi. Ngay cả khi em bé mới sinh ra thì nhiều lời khuyên lắm. Nhiều lắm. Ví dụ như từ bạn bè, từ gia đình, từ ba mẹ, từ ông bà có rất là nhiều lời khuyên. Nhưng mà mình chất lọc lại thôi, mình thấy cái nào phù hợp thì mình nghe theo, mình tiếp thu. Còn cái nào mà nó không phù hợp với mình thì mình nghe cho biết. Ví dụ như là cái chuyện mà tẩy cái nó cái đó gọi là cái gì mà mình lấy đi cái lông măng của em bé đó. Lúc mà Minzy lấy cái trầu chét lên đó. Lúc mà Minzy sinh ra cái thì cái kiểu cũ. Nhiều cái lông ở trên vai, trên đúng lưng á. Thì nhưng mà mình cũng không trách người ta được, tại vì ngày xưa thì người ta không có nhiều cái thông tin, cái kiến thức để người ta hiểu được. Dạ. Để người ta hiểu được cái vấn đề đó thì người ta dùng mấy cách mà dân gian này nọ, truyền miệng này nọ thôi. Nhưng mà bọn mình thì mình không thì có làm những cái cách đó tại vì nó đau đớn. Đau. Nó đau lúc đó, nó sạch nhưng mà nó sẽ đau lúc rất là đau cho cái em bé, cho nên là mình không có làm. Và mình để tự nhiên mình massage và mỗi ngày mọi thứ thì mình thấy con cũng thay đổi cũng hết. Chứ không có cần là phải làm như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều lời khuyên cũng hay, tức là bạn bè cũng kêu là đúng. Thí dụ như người lớn thì người ta sẽ kêu là ở nhà dưỡng đi, con còn nhỏ quá này nọ, hạn chế đi lại. Nhưng mà thực chất là ở cái thời buổi bây giờ mọi người mở hơn thì bạn bè cũng khuyên, có mấy anh chị khuyên là cho con đi chơi nhiều đi, để cho nó cứng cáp hơn, nó quen mọi thứ, môi trường này nọ xung quanh mình. Chứ đừng có cho ở nhà nhiều, nằm trong máy lạnh nhiều thì cũng hơi bí, kiểu vậy. Nhưng mà Minzy thích đi, Minzy thích thay đổi không gian. Thích đi chơi. Không chỉ là Minzy đâu.
ba mẹ. Anh nghĩ là trẻ con, tất cả trẻ con đều thích đi đi ra ngoài chơi, không không khí này nó thoáng hơn, có người này người kia. Tại vì trẻ con là nó đang cái tuổi nó đang phát triển, nó đang muốn tìm hiểu cái này tìm hiểu kia, thì tự ngồi tất cả mọi thứ mà nó thấy ở ngoài là đều là mới với nó hết. Ngoài Minzy thích giỡn với ba trước khi giờ ngủ này, rồi thích đi du lịch này, thì gia đình mình nghĩ là liệu có một cái hoạt động nào đó mà cả hai vợ chồng rồi cả Minzy nữa đều thích hay không? Đi bơi hả? Đi bơi á, thích ngắm Minzy, thích ngắm Minzy bơi, với cả là mẹ cũng học được những cái kỹ năng từ các cô ở đấy. Như Minzy cũng thích lên phòng nhảy lắm á, thích lên phòng chỗ mình dạy. Dạ, Minzy cũng thích. Lên nó mỗi lần lên đó là buồn ngủ cỡ nào hoặc là đói cỡ nào là cũng sẽ ngừng lại để xem mọi người nhảy cho đã. Nhìn mẹ là muốn nói với mẹ là con đói rồi. Ừ, đói, trời đói. Ừ, cái mặt. Minzy đói rồi phải không? Ok, vậy thì bây giờ Minzy đi bơi nhá. Xong rồi chúng mình sẽ cùng ăn măm măm được không ạ? Ok. Let's go. Đi bơi thôi. Đạp đi. Chuẩn bị bơi thôi, mình đang khởi động. Đây là lần thứ mấy Minzy mình đi bơi nè? Đây là lần thứ 3. Lần thứ 3 Minzy bơi. Ôi trời, muốn nhào xuống luôn hả? Ôi trời, Minzy thích nước mà. Minzy thích nước phải không? Minzy đi bơi từ lúc mấy tháng tuổi? Như là 2 tháng rưỡi là Minzy bắt đầu bơi lần đầu tiên. Đúng rồi. Sau đó thì 4 tháng. Và bây giờ hai vợ chồng đã tìm hiểu về bơi thủy liệu từ khi nào và tại sao mình lại quyết định cho Minzy đi bơi? Thứ nhất là mình muốn thay đổi không gian cho con. Tại tắm ở nhà nhiều thì con cũng chán, cho con đi bơi thì thấy con thích hơn và có vẻ là dạng hơn, không có bị sợ nước á. Mới đầu là cũng sợ đó, cái lần đầu tiên là sợ đó. Lần đầu mà cái phao quay vào trong á, quay mặt vào trong lúc mà Minzy còn nhỏ đó, không thấy ba mẹ là Minzy cũng hơi sợ, khóc sợ. Nhưng mà quay ra quen là thích rồi. Tại cái môi trường ở trong bụng mẹ là cũng gần giống vậy mà. Nhưng mà cho đi bơi thì chắc chắn là em bé sẽ kiểu linh hoạt hơn. Ở kiểu nhà Minzy là thích nước lắm, tắm không có sợ nước. Chứ mình nghĩ là do Minzy đi bơi từ bé cho nên là rất là dạng trong cái việc tắm đó, ở nhà. Không quạt chân đi. Tắm ở nhà rất là vui vẻ, ba mẹ ưng lắm. Đó, đạp chân rồi đó. Đúng rồi. Con đạp đi. Yeah. Rồi bây giờ đưa qua cho cô để cô cho nó bơi nha. Rồi. Rồi con bơi ngoan nha. Bơi thoải mái nha. La la la, mẹ đây mà, rồi con bơi đi. Wow. Ủa, đã quá. Từ. Hay để mẹ. Thích lắm. Cô làm. Ui, trời. Đã quá vậy Minzy ơi. Đã lắm. Wow, cái hồ này to hơn ở nhà mình luôn hả? To quá mẹ ơi. À, banh của con này. Banh của con đây nè. Con này con cầm đi, con cầm banh đi. Thông thường hai vợ chồng thì ai sẽ là người đưa Minzy đi bơi? Cả hai đưa đi. Tại sao mình không chỉ chọn một thôi mà lại cả hai bố mẹ cùng đi? Thứ nhất là mình thích như vậy, và thứ hai là do phương tiện đi lại của mình thì thường bọn mình đi cùng nhau. Đi cùng nhau. Và lên lịch thì cũng lên cái lịch chung. Khi nào thì mình đưa con đi chơi, khi nào thì đưa con đi bơi, thì nó là một cái lịch chung rồi. Ê, sao vậy? Rồi, sắp được rồi, để cho nó quen với nước. Cái phao của con nè. Vô phao nha. Quen với nước xong mới vô phao nha. Cái vô phao là tha hồ luôn. Nè, đã quá, cho mình đi sờ cái phao trước đi. Trời ơi, đã quá ha. Đã mà. Ê, cái hồ to. Cái phao của con nè, Rồi, bây giờ con vô phao hả? Vô phao hả cô? Ngồi quay lại hả? Hay là sao? Ê, sao vậy ta? Sao vậy? mẹ đây, cảm giác lạ quá. Ủa sao vậy?
lần đầu tiên mình trải nghiệm sau này á. Ôi đã quá. Đã mà. Đã chị mà. Ông, no. Chị bay đi đâu đi đây đâu. Đây nè, đây nè. Chú gà trong mây gai. Ông mặc chè thức dậy. Chị che những cành hoa. Khóc chảy mắt luôn à. Bay. Sao vậy ta? Bé ngoan của chị ơi. Đây. Nam mình nằm. Nam mình nằm phó mới. Đạp đi, con đạp chân đi. Có vẻ như là kỹ năng dỗ em bé của hai vợ chồng đến thời điểm này là rất là rất là chuyên nghiệp rồi. Thì không biết là đây có phải là một trong những cái mà mình học được khi mà đưa bé đi bơi không? Ngoài ra thì mình có thể học những cái gì nữa? Dạ, thì nó con nói chung là đưa con đi ra ngoài nhiều, cũng như ví dụ như là đi bơi á, thì mình cũng có được nhiều kinh nghiệm hơn. Để cho con ví dụ như là massage hay là tập thể dục, rồi kỹ năng là cho con làm quen với nước như thế nào. Và thậm chí là khi mà bé quấy khóc thì mình từ từ dỗ bé nữa. Đã quá ta. Hiện có rất nhiều spa cung cấp dịch vụ bơi như thế này ở Sài Gòn. Vậy thì cái lúc mà hai vợ chồng tìm kiếm cái địa chỉ phù hợp thì mình đã cân nhắc những tiêu chí nào? Tiện trước nhỉ? Đi lại tiện trước. Minzy được các cô ở đây chăm sóc từ hồi mà Minzy vừa mới ở bệnh viện về nhà đó. Đúng rồi. Là mình book cái gói chăm sóc mẹ và bé luôn. Thì mình cảm thấy rất là ưng cho nên là mình cho tiếp tục cho Minzy đi bơi ở đây. Nhưng nó cũng gần nhà mình. Dạ, cũng tiện, cũng gần nhà. Và các cô qua nhà làm rất là chu đáo và tận tình. Rất là phù hợp với lại cái điều kiện của mình ở nhà. Đó, quen rồi đó. Tại vì mấy bữa đeo cổ hôm nay là chơi cái kiểu lần mới. Đầu tiên Minzy nằm phao này cho nên là hơi lạ. Cái tuổi này là tuổi này đã biết lạ rồi. Đã đó. Lạ người nè, rồi lạ mọi thứ. Để cho con vịt nhá. Với nhiều phụ huynh thì họ thấy là cái việc cho bé đi bơi là hơi không cần thiết, tại vì cũng tốn khá là nhiều chi phí. Vậy thì quan điểm hai vợ chồng như thế nào? Chắc cũng tùy người thôi nhờ. Dạ, mình nghĩ thì mỗi quan điểm nó có rất là nhiều quan điểm, mỗi người suy tính nó khác nhau. Đúng rồi. Riêng bọn mình thì mình cũng không phải là cho con đi bơi quá thường xuyên, như là mình sẽ có cái lịch, hoặc là khi nào cảm thấy con vui vẻ, thoải mái và phụ thuộc cái lịch làm việc của cả hai nữa. Đi bơi cũng giống như là một cái sinh hoạt mà mình giải trí cho con vậy đó, và mình cũng có thời gian chơi với con, đi cùng nhau. Ông bà nội, ông bà ngoại có quan có hay đi bơi cùng không? Hay là ông bà có nhận xét gì việc mà cho bé đi bơi không? Ông bà rất rất là thích luôn, rất là thích xem clip Minzy bơi. Nãy giờ mình chưa quay lại cho ông bà. Quay lại đi. Mình tính là sẽ set up cái lịch đó, cuối tuần để rủ ông bà đi cà phê, đi ăn sáng, sau đó là cho Minzy đi bơi, nhưng mà nhà mình chưa có thực hiện được. Cảm ơn bạn nhắc mình. Chắc sắp tới sẽ rủ luôn ông bà đi theo. Minzy ơi. Minzy ơi. Ông bà thích xem Minzy bơi lắm. Trong thời gian tới thì hai vợ chồng dự định là có cho bé tham gia một hoạt động nào mới không? Chắc là cũng chỉ quanh quẩn là đi bơi với lại mình tập các cái kỹ năng mới. Bài vận động ở nhà cho Minzy thôi. Chứ Minzy cũng chưa có biết đi nè. Minzy còn đang phải tập đứng, tập đi nữa cho nên là chưa có thể tham gia các hoạt động nào khác. Minzy thích rồi, Minzy thích nước rồi. Nàng tiên cá. Cảm ơn Thiện và Huỳnh Mến đã đến với buổi ngày hôm nay. Chúc cả nhà mình có một buổi coi thật là vui vẻ. Yeah, bye bye. Xin hẹn gặp lại các bạn, bye bye. Minzy chào cô chú nha, Minzy đi bơi đây.